Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18:30 hôm nay, thứ sáu ngày 1 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin 18:30 cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 gạch ngang HDTV. Mùng 1 tháng 7, Huyện Yên Mỹ dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nhân kỷ niệm 107 năm ngày sinh của người. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Quốc Văn tiếp và làm việc với Quỹ đầu tư TAM và Công ty Cổ phần Tập đoàn Sake Việt Nam. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Hồng Nam kiểm tra công tác phòng chống lụt bão úng trước diễn biến cơn bão số 1. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên tăng đột biến, cao nhất từ trước tới nay. Nhân dịp kỷ niệm 107 năm ngày sinh của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, mùng 1 tháng 7 1915, mùng 1 tháng 7 2022, sáng nay Huyện Yên Mỹ tổ chức dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại nhà tưởng niệm của người tại thôn Yên Phú, xã Giai Phạm. Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hương bày tỏ lòng thành kính sâu sắc đối với cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất đã đóng góp nhiều công lao to lớn cho quê hương đất nước. Suốt nhiệm kỳ Đại hội 6 trên cương vị là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã cùng tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo để chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua những khó khăn, thu được nhiều thành tựu to lớn, mở đầu cho công cuộc đổi mới đất nước. Trước đó, huyện Yên Mỹ đã dâng hương tại phần mộ cụ Nguyễn Đức Lan và cụ Nguyễn Thị Khiêm là song thân của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Chiều nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã có buổi làm việc với Quỹ đầu tư TAM và Công ty Cổ phần Tập đoàn Sake Việt Nam để nghe báo cáo về việc nghiên cứu, khảo sát, xúc tiến đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam, thủ trưởng các sở ngành, Chủ tịch Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố, đại diện đơn vị tư vấn quy hoạch và các chuyên gia đến từ Nhật Bản. Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nêu rõ những quan điểm về quy hoạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030 làm cơ sở để các đơn vị nghiên cứu và báo cáo cụ thể. Trên cơ sở đó, đại diện các đơn vị tư vấn phản biện về báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh Hưng Yên. Trong đó có những dự án quan trọng như dự án đầu tư xây dựng khu kho vận logistics và khu cảng cạn ICD, dự án khu đô thị công nghiệp công nghệ cao, dự án khu đô thị sinh thái Ân Thi và trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và nhà ở phục vụ học viên chuyên gia. Các chuyên gia cũng đã đưa ra 3 nguyên tắc, 5 định hướng và 24 chiến lược trong quy hoạch phát triển tỉnh Hưng Yên. Một số quan điểm của các chuyên gia Nhật Bản đó là nhấn mạnh nhiều vào vấn đề phát triển giao thông công cộng, nhấn mạnh vào trục phát triển đông tây, thành phố Hưng Yên thì nên tập trung phát triển lịch sử văn hóa, đặc biệt là giáo dục. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin cụ thể về kết quả buổi làm việc trong chương trình thời sự 19:45 tối nay. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Để chủ động phòng chống ảnh hưởng từ cơn bão số 1, sáng nay, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão úng tại một số địa điểm trọng yếu trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống lụt bão tại một số trạm bơm tiêu úng trọng điểm dọc tuyến sông Luộc như trạm bơm Triều Dương, trạm bơm Mai Xá. Tại các điểm đến kiểm tra, đồng chí chỉ đạo công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh cần kiểm tra toàn bộ máy móc, thiết bị, công trình, bờ vùng và đóng điện các trạm bơm để sẵn sàng phục vụ chống úng. Với những diện tích lúa mới gieo cấy tập trung nhiều ở các địa phương Mỹ Hào, Ân Thi, Yên Mỹ, đồng chí lưu ý cần khoanh vùng, mở các cửa cống, gạn tháo sông trục để phòng ngập úng. Theo số liệu của Cục Thống kê, số thu ngân sách của tỉnh Hưng Yên 6 tháng đầu năm đạt 26.127 tỷ đồng, tăng gần 165%, trong đó thu nội địa đạt 23.530 tỷ đồng. Đây là năm có số thu 6 tháng đạt cao nhất so với dự toán và cùng kỳ từ trước tới nay. Số thu đạt cao so với dự toán và cùng kỳ là do trong 6 tháng đầu năm, dự án khu đô thị Dream City và khu đô thị Đại An bắt đầu triển khai nên phát sinh số tiền sử dụng đất và tiền thuê đất nộp một lần lớn. Cụ thể, dự án khu đô thị Dream City phát sinh số nộp 8.400 tỷ đồng, dự án khu đô thị Đại An nộp 6.400 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm còn có một số nộp đột biến của công ty cổ phần bất động sản Ecopark Nomura nộp 548 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh bất động sản, công ty cổ phần Ánh Khoa nộp tiền thuê đất một lần 151 tỷ đồng. Vượt lên những khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, nửa đầu năm 2022, tỉnh Hưng Yên thu hút thêm được 3 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mới. Đó là một dự án đến từ Anh có số vốn 29,6 triệu đô la Mỹ, một dự án đến từ Trung Quốc có số vốn 8 triệu đô la Mỹ và một dự án đến từ Hàn Quốc có mức vốn đầu tư 0,3 triệu đô la Mỹ.
Như vậy, tính đến nay, tỉnh Hưng Yên hiện có 499 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động với tổng số vốn đăng ký là gần 6 tỷ đô la Mỹ. Các quốc gia có số dự án lớn vốn đầu tư nhiều vào Hưng Yên là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Chưa tập trung thực hiện các hạng mục triển khai dự án, cộng với việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất chậm, nên đến thời điểm hiện tại, công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Hưng Yên đạt thấp và là địa phương giải ngân chậm so với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh. Năm 2022, thành phố Hưng Yên được bố trí theo kế hoạch đầu tư công là trên 186 tỷ đồng và hiện đã được cấp gần 4 tỷ đồng, trong đó có 3 công trình chuyển tiếp với số vốn gần 4 tỷ đồng, còn lại 4 công trình với số vốn bố trí là trên 182 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, thành phố mới giải ngân được trên 1 tỷ 500 triệu đồng, bằng 0,82% so với kế hoạch và bằng trên 38% so với vốn đã cấp. Tin vui trong ngày đầu tháng 7, bắt đầu từ 15 giờ hôm nay, mùng 1 tháng 7, Liên Bộ Công Thương Tài chính sẽ giảm giá xăng dầu theo chu kỳ điều hành. Theo đó, giá xăng RON 95 tại kỳ điều chỉnh lần này giảm 110 đồng trên lít xuống mức 32.760 đồng trên lít, xăng E5 RON 92 giảm 410 đồng trên lít xuống mức 30.890 đồng trên lít, giá dầu diesel 0.05 giảm 400 đồng trên lít xuống mức 29.610 đồng trên lít, dầu hỏa giảm 430 đồng xuống mức 28.350 đồng trên lít, dầu ma rút giảm 1.010 đồng mỗi lít xuống còn 19.720 đồng trên lít. Trong kỳ điều chỉnh lần này, xăng RON 95 không thực hiện trích lập, cũng không chi quỹ bình ổn xăng dầu. Trong khi đó, xăng E5 trích lập vào quỹ 100 đồng mỗi lít, dầu hỏa trích vào quỹ 300 đồng mỗi lít. Trong kế hoạch hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông, chỉ số chính phủ điện tử của Việt Nam vào năm 2030 sẽ thuộc nhóm 50 nước đứng đầu. Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh kết quả thực hiện kế hoạch hành động của ngành, tạo lập hạ tầng số quốc gia hiện đại, an toàn, tạo không gian mới cho tăng trưởng kinh tế số, phát triển chính phủ điện tử ở mức cao, hướng tới xây dựng chính phủ số và đề ra các mục tiêu cụ thể thực hiện kế hoạch. Đến năm 2025, chỉ số chính phủ điện tử của Việt Nam theo xếp hạng của Liên Hợp Quốc thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu khu vực ASEAN, hạ tầng số thuộc nhóm nước dẫn đầu bảng xếp hạng, hoàn thành xây dựng chính phủ số. Các nghiên cứu trên thế giới đã ghi nhận hiệu quả bảo vệ của mũi tiêm cơ bản vaccine phòng COVID-19 giảm dần theo thời gian trong vòng 6 tháng. Người đã từng mắc vẫn có khả năng bị tái nhiễm và mắc các biến chứng của bệnh, bao gồm cả trẻ em và người lớn. Bộ Y tế cho biết hiện nay đã xuất hiện tâm lý chủ quan, từ chối không đi tiêm vaccine tại nhiều địa phương. Nhiều người dân đã mắc COVID-19 không đồng ý tiêm các mũi vaccine tiếp theo do nghĩ đã được miễn dịch bảo vệ, cho rằng liều bổ sung, liều nhắc lại là không cần thiết. Theo kết quả của một số nghiên cứu gần đây, những người đã tiêm vaccine liều cơ bản và bị mắc COVID-19, miễn dịch bắt đầu suy giảm ở tuần từ 10 đến 19 sau tiêm. Nếu những người này được tiêm nhắc vaccine thì sẽ khôi phục khả năng miễn dịch, duy trì hiệu lực bảo vệ trước nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2. Sáng 1 tháng 7, đặc khu hành chính Hồng Kông đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày Hồng Kông được trao trả về cho Trung Quốc sau 156 năm nằm dưới quyền quản lý của Anh. Chính quyền đặc khu tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày Hồng Kông trở lại với đại lục và lễ nhậm chức của chính quyền mới tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Hồng Kông. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự buổi lễ quan trọng và có bài phát biểu kéo dài hơn 20 phút. Trong phát biểu nhân dịp này, ông Tập chúc mừng tân trưởng đặc khu Lý Gia Siêu và các quan chức chính quyền, đồng thời cảm ơn những người ủng hộ mô hình một quốc gia hai chế độ ở trong và ngoài nước. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 này, Indonesia chính thức tăng giá bán điện đối với 5 trong tổng số 37 nhóm khách hàng của công ty điện lực nhà nước. Đây là đợt điều chỉnh giá đầu tiên kể từ năm 2017. Trước đó, Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản cùng ngành điện nhà nước đã nhất trí tăng giá bán điện với 5 nhóm khách hàng, mức tăng dao động từ 17 đến 34%. Chính phủ Indonesia đã không tăng giá điện kể từ năm 2017, mặc dù giá cả các mặt hàng năng lượng đã tăng mạnh. Quan chức điện lực Indonesia cho biết, đợt tăng giá điện lần này dự kiến sẽ khiến tỷ lệ lạm phát năm 2022 của nước này tăng thêm. Giới chức y tế Australia cảnh báo, số ca mắc bệnh cúm tại Australia có thể tăng lên mức cao nhất trong những năm gần đây. Theo báo cáo theo dõi cúm Australia, tính đến ngày 19 tháng 6 vừa qua, nước này ghi nhận 147.155 ca mắc cúm và 54 ca tử vong liên quan đến cúm. Trước tình hình trên, nhà chức trách Australia đã hối thúc người dân đi tiêm vaccine để bảo vệ bản thân cũng như hệ thống bệnh viện trước làn sóng tấn công kép của bệnh cúm và COVID-19 trong mùa đông. Một công ty có trụ sở tại Thụy Sĩ hôm 29 tháng 6 động thổ xây dựng nhà máy thu giữ CO2 trực tiếp lớn nhất thế giới tại Iceland. Theo đó, nhà máy thu giữ CO2 trực tiếp thương mại thứ hai mang tên là Mammoth của công ty Glywork cũng có cấu trúc mô đun tương tự như nhà máy đầu tiên có tên gọi là Oka với công suất 36.000 tấn CO2 mỗi năm. Quá trình xây dựng dự kiến sẽ kéo dài từ 18 đến 24 tháng.
Thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.